Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu, gồm các ông Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Dũng tiếp xúc cử tri phường Hòa Cường Bắc. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri phường Hòa Cường Bắc đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo một số nội dung chính về kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới, đồng thời thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, cũng như nội dung giải quyết các ý kiến của cử tri trong kỳ họp trước đó. Cử tri phường cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, hạ tầng giao thông, thiếu bãi đỗ xe, chung cư xuống cấp, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, ô nhiễm môi trường, tình trạng thiếu thuốc ở các bệnh viện công lập, đặc biệt là những vấn đề đặt ra sau trận ngập lụt lịch sử xảy ra vừa qua. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, kinh tế xã hội thành phố đã có nhiều bước chuyển khởi sắc, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành và nhiều công trình được đầu tư mới. Bên cạnh đó, thành phố luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Và thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chúng ta cũng chuẩn bị còn hơn một tháng nữa là chúng ta đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều các hoạt động, chương trình là được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, thiết thực và hướng về cơ sở. Và tiêu biểu như là cái chương trình về thành phố thông minh, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính vân vân, thì nó có sức lan tỏa và thu được kết quả và được Trung ương đánh giá rất là cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo rà soát các nội dung, vấn đề về đô thị để có cơ sở xây dựng phương án, lộ trình khắc phục những bất cập hiện hữu. Hiện nay chúng tôi đang chủ trương chỉ đạo để tổng rà soát hết tất cả những cái nội dung, những cái vấn đề về đô thị để từng bước khắc phục, Bà con biết rằng là làm những cái nội dung này nó cũng cần phải có thời gian và có nguồn vốn, có lộ trình để mà triển khai. Tới đây thì thành phố sẽ quan tâm đến công tác quản lý đô thị, xử lý nước thải, ngập úng, khoáng sản, quy hoạch treo, nhà sinh hoạt cộng đồng, khớp nối hạ tầng, phòng cháy chữa cháy, chung cư xuống cấp vân vân. Trong đây chúng tôi xin được và mở rộng các quỹ đất phục vụ cho trường học và bệnh viện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, rất cần sự chung tay, ý thức của mỗi người dân trong việc giải quyết những vấn đề thách thức chung của các đô thị lớn như chống ngập úng, an toàn giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng cháy, chữa cháy.